Giới thiệu quý bà con, đây là bưởi tam hồng cây bói. Cây bói này là ở vườn cây giống của Hà Bưởi Ngon đấy, nắng không chăm sóc gì thì để lấy chất lượng quả đâu. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 8 dương lịch năm 2022, thì có khách đến nhà Hà Bưởi Ngon, thì Hà Bưởi Ngon đưa khách ra vườn vặt thử một quả để ăn. Đây, quả này thì nó nhỏ thôi, nó chỉ được tầm cân 1 cân 2 thôi. Ăn thử tầm này xem là nó đã vào nước nhiều chưa. Thì đây là cái màu sắc của cái múi bưởi tam hồng, để gần cho bà con xem này. Đấy, đây là cây là không chăm bón gì luôn nhá, cây giống chứ không phải là cây Hà Bưởi Ngon chăm sóc để lấy quả, nhưng mà màu sắc và chất lượng nó đã ngon hơn bưởi da xanh bán hàng chất lượng ở siêu thị và ở những shop hoa quả nhiều rồi đấy. Rất đẹp, màu sắc rất đẹp này, màu sắc đẹp. Đây là ăn giảm cân, đây là ăn giảm cân. Rất ngon mà con ạ. Cái này là như thế này, thì bưởi tam hồng của mình là ăn sớm, là ăn từ cuối tháng 7 hoặc đến đầu tháng 8 thôi. Như năm ngoái Hà Bưởi Ngon có bói một số quả thì để đến đến tầm rằm tháng 8 hoặc sang tháng 9 là nó sẽ bị khô đầu, bởi vì cây mới bói. Nên là bà con, những cây bói bà con ăn nên ăn vào tầm cuối tháng 7 đầu tháng 8, thì chúng ta thu hoạch để cúng mùng 1 tháng 8 luôn, mùng 1 tháng 8 âm ấy, thì là vừa đẹp. Như này là những nhà vườn mà chăm sóc tốt, bón phân kali các thứ chuẩn chỉ, thì chúng ta thu hoạch từ rằm tháng 7 âm lịch là chúng ta cũng có thể thu hoạch được rồi, và múi nó cũng đỏ như này. Mặc dù nước thì có thể nó chưa nhiều bằng cái thời kỳ mà cuối tháng 7 được, nhưng mà nếu chúng ta bán vào dịp rằm tháng 7 để cúng rằm thì giá trị nó cũng rất là cao. Và khi mà chúng ta không ăn ngay mà chúng ta để khoảng 4 5 ngày sau chúng ta ăn thì nó sẽ vào nước, thì ăn lại rất là ngon. Đây là Hà Bưởi Ngon ăn trực tiếp luôn, vặt về là mời khách ăn trực tiếp. Và còn đây thì quay cho bà con xem luôn. Đây, cái đây Hà Bưởi Ngon vừa mới mở kênh YouTube cho khách xem và test thử. Đây là Hà Bưởi Ngon mang cái máy test độ ngọt này. Bà con ai có nhu cầu mua cây giống bưởi tam hồng như ở trên tay Hà Bưởi Ngon đây, hoặc mua mắt ghép giống bưởi tam hồng, bưởi diễn xịn, bưởi đường chín sớm, bưởi ngọc minh khuê, thì có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968 12 99 96, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. 0968 12 99 96. Xin cảm ơn quý vị và con đã đăng ký kênh YouTube của Hà Bưởi Ngon và theo dõi những video chăm sóc kỹ thuật hoặc những đợt bán cây giống của Hà Bưởi Ngon ra thị trường. Xin cảm ơn.